Trời Hà Nội bắt đầu vào thu và thời tiết thì cũng bắt đầu se lạnh. Nếu các bạn đã quá chán ngấy với những món cơm bún phở quen thuộc thì mình hoàn toàn có thể tham khảo thêm một món ăn nữa rất đặc sắc, đó chính là súp lươn, miến lươn. Cùng mình tìm hiểu trong video này nhé. Thế cho hỏi một chút là quán miến lươn của mình, cái thương hiệu miến lươn của mình thì đã ra đời được từ năm bao nhiêu ạ? Quán miến lươn của cô ra đời từ năm 1982. 1982. Ôi giời ơi, đã là 40 năm rồi ạ. Ôi giời. Quá là lâu. Đầu tiên là cô ngồi bên 69 Hàng Bông. À. Sau là cô chuyển về số 9 phố Phủ Doãn. Dạ. Ở phường Hàng Trống. Cái cơ bản đầu tiên là mình phải chọn được lương quê. À. Và phải làm sạch sẽ. Dạ. Chế biến từ đầu đến cuối như mình ăn. Dạ. Nhà ăn thế nào khách hàng ăn như thế. Dạ. Đây mình có gọi thêm ở đây đó là súp lươn này. Và có thêm một bát phần đĩa là miến. Đây là miến xào lươn. Các bạn có thể thấy này. Lươn ở đây rất là ngon. Giống ở trong Nghệ An thì họ có một cái món súp lươn ấy, ăn nó khá là cay rồi là thơm mùi hành. Nhưng mà để mà cay hơn, ngon hơn em sẽ giới thiệu với chị. Đấy. Tương ớt phở chiên su dành cho những cái món mà nước, chị thử đi. Sao? Có một vị chua, thay vì mình vắt quất vào hoặc là chanh vào. Ăn ban đầu của chị thì chị cảm nhận được là cái vị cay tê lưỡi. Nhưng mà đấy, cái cay này nó không có làm cho mình sọc thẳng vào trong mũi hoặc làm cay nhanh liền luôn thì nó không có. Chính xác. Và em cũng rất là bất ngờ khi mà kiểu một sản phẩm tương ớt chiên su đóng chai như thế này và có thể lên được một cái hương vị rất là hay, rất là thơm. Và cái cay của nó gần giống tương đương với cả cái thằng ớt quả ấy, ớt tươi quả ấy. Nhưng mà nó có cái vị chua thơm nhỉ, đúng không? Ok, xin mời. Không hề tanh, tẩm ướp rất là vừa vặn. Cái phần nước trộn xem nào. Đây, còn phần miến nhá. Rất là giòn. Giòn nhỉ? Kể cả nhúng nước vẫn giòn đấy. Miến trộn ở đây cũng rất là vừa phải và tôi thấy là nó rất là nhiều luôn đấy. Một bát này là bao nhiêu nhỉ? 40.000. 40.000 một bát này, 40.000 bát của chị. Nhiều lươn. Đầy đặn. Không mà chị cảm giác như nhá. Năm từ nãy tới giờ mà nó cái vị giòn nó vẫn còn. Nếu các bạn có cơ hội đi ngang qua cái phố Phủ Doãn này thì mình nghĩ đây cũng sẽ là một địa điểm thú vị để các bạn có thể trải nghiệm. Ở video lần này thì mình sẽ giới thiệu thêm với các bạn một địa điểm và một món ăn cũng rất là hấp dẫn, đông khách vô cùng. Đó là món cà phê Thu. Không, thực ra đây chỉ là một cái biển của cà phê Thu thôi. Quán ăn ở đây rất là bình thường. Nó là quán bánh đa trộn và nước. Ngoài ra thì không có bảng biển gì cả, nhưng các bạn có thể nhìn thấy cái lượng khách ở đây rất là đông. Rất đông đúc vào giờ buổi trưa luôn các bạn ạ. Tuy chỉ là một quán bình dân thôi nhưng mà cô cũng sử dụng bao tay ni lông đeo rất vệ sinh. Rồi nước dùng trông rất là hấp dẫn này. Có chả cá, giò tai, rau, uống rau rút, cua, hành. Tay cô làm thuần thoát luôn. Có cả thịt bò nữa. Ở đây một bát là bao nhiêu tiền hả cô? 35.000 em ơi. Có bò mà không bò thì là 30. Không bò 30 và có bò thì là 35. Trộn nước đi nhau đúng không ạ? Vâng, chào cảm ơn nhé. Xin chào các bạn, thì đây là một bát bánh đa cua nước và có giá là 35.000, với là 35.000 thì các bạn sẽ có thêm là thịt bò này, đó, giò này, giò tai ở đây chắc là rơi khoảng tầm một cây. Nước dùng ở đây thì theo như mình cảm nhận nó sẽ thiên ngọt hơn, nó sẽ không quá đậm về cái vị mặn, nhưng mà thường là nó sẽ thơm cua này và cũng hơi thiên ngọt một chút xíu. Nhưng mà đặc biệt là mình không thấy có quá nhiều gạch cua đâu. Nhưng mà món này sẽ ngon hơn. Mình bây giờ mình có một cái bí bảo bối. Đi đâu rồi cũng phải dắt cho người. Các món ăn đều sẽ ngon hơn khi mà bổ sung thêm một chút vị cay, các bạn biết không? Đấy. Bây giờ đi đâu là cũng phải làm tí, có thêm một tí. Cho thêm một chút cái tương ớt phở chiên su vào thì làm tất cả các cái món nước của mình nó trở nên hấp dẫn hơn một cách lạ thường. Nó sẽ bổ sung thêm vị cay này, một chút thơm. Đó, vừa cho vào phát là ngửi lên, phát là đã thấy cái mùi mà men ớt rồi. Thử lại nước nhá. Ngon quá mà. Mời các bạn nhá. Giòn ngon nhá, mềm. Thơm mùi tiêu, phần bì rất là nhiều. Ăn cảm giác nó kiểu dẻo dẻo ấy. Chả cá này.
Cá nhân mình thì mình sẽ thích ăn những cái miếng chả cá nó giòn giòn hơn chút xíu. Đó là những ngoài những cái ưu điểm mà mình vừa nói thì một cái nhược điểm ở đây mình cảm thấy là điểm trừ á, là nó hơi ít riêu cua các bạn ạ. Cái phần riêu cua thì mình không cảm thấy là rõ rệt lắm. Nhưng mà bù lại thì có rất là nhiều rau, giá, bánh đa và đặc biệt là cái giò ở đây rất là ngon. Thêm một cái thông tin thú vị về cái quán ăn này thì mình có hỏi và nói chuyện với cô chủ quán thì quán đã được mở với cái thương hiệu này được mở là 27 năm rồi. Trước đây là ở trên mạng đằng kia kìa, trên phố Thợ Nhuộm đằng kia, hình như đâu đấy là số 6, nhưng mà chuyển về đây được khoảng 6 năm rồi. Bạn nào mà biết thêm thông tin về quán này thì có thể comment phía bên dưới để cùng chia sẻ nhé.